Ngày hôm nay thì Ken có một buổi tư vấn với cô dâu và điều đặc biệt là sẽ chỉ có 45 phút thôi. Thế nên là Ken nhất định là sẽ phải thuyết phục được cô dâu. Chị coi cái mẫu này. Ok đấy. Em ơi, em check cho chị cái lịch chiều nay chưa? Em check rồi chị ạ. Vâng, chiều nay thì sẽ có ba cô dâu. 13 giờ sẽ là cô dâu Hà, 15 giờ là cô dâu Thảo và 18 giờ là cô dâu Thủy ạ. Cái 18 giờ cô dâu Thủy này hai đứa phải đặc biệt để ý với chị, tại vì cô dâu hôm trước có nói chuyện với chị thì là chỉ có 45 phút để mà xem váy thôi, và bạn ấy là hoa hậu nữa, bạn rất là xinh. Thế nhưng mà Joy thì chỉ là một trong những cái sự lựa chọn của bạn ấy thôi. Thế nên là trong vòng 45 phút hai em phải làm sao thuyết phục được khách hàng nữa. Đó. Và hai đứa là giúp chị là chuẩn bị một số cái mẫu váy trước phù hợp với cô dâu để mà bạn ấy đến là mình có thể thử được luôn nhá. Ok chị. Okay. Mọi người hay hỏi tại sao chỉ thử 3 chiếc váy mà lại không thử hơn. Bởi vì đối với bên mình, thật ra con số 3 là con số trung bình để tìm ra chiếc váy định hướng mà cô dâu mong muốn. Còn nếu sau 3 lần thử váy mà cô dâu vẫn chưa tìm thấy được chiếc váy mà mình thích, yêu thích, thì mình nghĩ rằng có lẽ cô dâu nên đến thử váy vào một ngày tâm trạng tốt hơn. Mình nghĩ là chúng mình đã có một kế hoạch khá tốt và có thể thuyết phục được cô dâu. Xin chào tất cả mọi người, mình tên là Thanh Thủy. Ngày hôm nay thì mình qua Joy Wedding với mong muốn tìm được một chiếc váy cưới ưng ý. Và mình thì thích những chiếc váy cưới thanh lịch, đơn giản, nhẹ nhàng, phù hợp với vóc dáng của bản thân mình. Hy vọng rằng là mình sẽ tìm được chiếc váy như là mong muốn của mình. Hôm qua mà em nhắn tin cho chị là ngày hôm nay thì mình sẽ có rất là ít thời gian để mà mình thử váy thôi, đúng không em? Thế thì tại vì chị biết như vậy nên là chị cũng đã chuẩn bị một số cái mẫu váy trước cho em rồi. Thì em muốn là chị sẽ tư vấn thêm cho em hay là mình thử đồ luôn? Em nghĩ là mình thử đồ luôn đi chị. Ok, thế thì mình sẽ vào phòng thử đồ luôn nhá. Vâng ạ, ok. Đây. Nào, cô dâu thấy cái váy thế nào em? Em thấy cái váy này cũng xinh nhưng mà nó hơi bị công chúa quá so với em. Công chúa là như thế nào? Tức là em thích những cái gì nó đơn giản và đỡ cầu kỳ hơn một chút. Thì cái váy này em đang cảm thấy là nó kiểu nó bị quá hợp với mình. Ok, chị hiểu rồi. Thế thì mình sẽ phải thử một cái váy mà cái style hoàn toàn khác cho em xem nhé. Sau khi thử xong chiếc váy đầu tiên thì mình thấy rằng là đây là một chiếc váy khá là xinh và công chúa, nhưng mà có vẻ là không hợp với style của mình lắm, vì mình thấy là nó hơi cầu kỳ và mình muốn tìm một chiếc váy đơn giản nhẹ nhàng hơn. Rất là may là trong quá trình chuẩn bị thì chị Ken và cả team cũng đã đề xuất là đã chuẩn bị hai chiếc váy cưới có style hoàn toàn khác nhau để mình có thể sử dụng phương pháp loại trừ. Thì ơi, em thấy sao về cái váy này? Em thấy thích chiếc váy này hơn là chiếc váy đầu tiên đấy. Nhưng mà em cảm giác là cái phần eo này nó hơi bị bồng quá so với em. Và khi mà mặc nó em vẫn cảm thấy chưa được nổi bật lắm. Chưa được nổi bật lắm mà. Thế nhưng mà em thích những chiếc váy mà nó có họa tiết đơn giản thôi đúng không? Vâng, em thích những cái đơn giản, thanh lịch mà nó không nhạt nhòa ấy. Có nghĩa là đơn giản, thanh lịch mà lại phải nổi bật nữa, đúng không? Vâng. Phải tìm một chiếc váy nào mà có đúng những cái tiêu chí mà em muốn, là để chị suy nghĩ nhá, để chị suy nghĩ xem là có chiếc váy nào hợp với em. Em nghĩ là bọn em đã quá chủ quan trong lúc đầu. Chiếc váy thứ hai mà chị Kending cho mình thử thì là một chiếc váy trơn. Tuy nhiên thì mình thấy rằng là cái phần eo của nó ấy, nó hơi bị phồng quá và mình cũng không hợp với chiếc váy này cho lắm. Nếu như mà mình thích cái này thì mình sẽ thử một số cái dòng giống giống như thế. Vâng, chắc là mình thử cái khác chị nhỉ. Sao em thấy cái váy này như thế nào? Em thấy khá là thích chiếc váy này. Nghe chị thấy em mặc cũng khá là đẹp. Tại vì cái thiết kế của cái váy này nó rất là đơn giản. Nó không có cái gì quá là cầu kỳ cả. Nhưng mà cái điều đặc biệt ấy là nó nằm ở cái việc là cái chất vải của nó lại lấp lánh. Khi mà em lên hội trường ấy là cái ánh sáng nó rọi vào là nó sẽ cực kỳ là rất là nổi bật. Và nó cũng rất là tôn cái làn da của em nữa. Đó. Thế nên chị thấy là em mặc khá là đẹp thì... Vâng, trong ba cái, trong ba cái thích cái nào không? Vâng, nghĩ là mình có thể chọn chiếc váy này rồi ạ.
ra là làm việc với rất là nhiều các cô dâu rồi, thế nhưng mà đôi khi thì là mình cũng không có chắc chắn được là về cái sở thích của cô dâu, mà đôi khi là các bạn ấy phải mặc lên trên người thì mới thấy là đẹp hay không được. Đối với cô dâu Thủy thì mới đầu là mình nghĩ là bạn ấy thích cái váy đầu tiên, bởi vì nói chung là khuôn mặt của bạn ấy rất là xinh, rất là rạng rỡ, thì cái phong cách nó hơi điệu điệu một tí thì mình nghĩ là sẽ hợp. Thế nhưng mà bạn ấy mặc lên thì bạn ấy nói là không, bạn ấy đây không phải là cái phong cách bạn thích. Thế nên là mình lại chuyển sang cái váy thứ hai, nó rất là khác, bạn nhìn thấy là nó làm cái style hoàn toàn khác luôn. Cổ điển hơn, xong rồi tinh tế, đơn giản, nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà khi mà mặc xong cái thứ hai ấy, nó vẫn có vấn đề là nó không tạo được cái sự gọi như là nổi bật mà cô dâu mong muốn. Thì đấy cũng là một thứ mà mình rất là suy nghĩ, là cảm thấy rằng là phải tìm một chiếc váy là phù hợp với cái mong muốn đấy. Đối với chiếc váy thứ ba thì thật sự là rất là may mắn, vì nó không phải là chiếc váy ban đầu mà mình định đưa cho cô dâu. Thế nhưng mà nó lại kết hợp được cả hai thứ. Thứ nhất là kiểu dáng đơn giản, form dáng thì rất là basic thôi, nhưng mà chú trọng vào cái đường may và cái đường cong cơ thể. Cái độ xòe nó cũng rất là to, nhưng mà nó không bị quá là rườm rà. Ngoài ra thì cái điểm mà chốt được cô dâu Thủy đó chính là cái chất vải của cái chiếc váy này. Nó là cái dòng kim tuyến, nó rất là lấp lánh. Khi mà ánh sáng nó rọi vào á, nó sẽ làm cho cô dâu rất là nổi bật. Và vô hình chung là cái màu vải đấy cũng cực kỳ là ăn với cả da của cô dâu, làm cho bạn ấy nhìn rất là trắng, rất là đẹp. Vậy đúc kết lại thì tiêu chuẩn váy cưới của một hoa hậu là gì? Phải tinh tế, thanh lịch nhưng mà vẫn phải nổi bật.